lời chương có miên nhạc chương khó chô ta hai chà là lời những chung xong ta tu nhạc khó chô sẵn chà à lô xong chủ địa xua lô xong nàng chà à lô mẹ xua chà xong chủ địa xua lô xong nàng hẳn bán ờ mẹ xua cái nhà về mình đài miên nó không mà thuộc sạch chà chà chủ địa xua ờ nhóm hai chị mình chỉ ngò thích xua chỉ môi nàng blog đứng cái nào phù nhóm lưu dưới trang đó chà xong môi blog hay nhóm chị nè lên Facebook mình nè đài chân tay nhóm đối chợ tới vô rừng blog nó sao thế nhưng mà đang thay tá và cái blog cô ta và cái đặc biệt mấy tôi hai bên sân trang chơi và cái blog luôn này cô ta tới riêng này thì nè mấy chị sinh nuôi bọc nhóm hay tụi nhóm chơi với bọc cho luôn bắt thay thích chơi chúng ngồi nó mà chơi với bọc bờ cái nhá tụi nhóm bắt thay nhưng cái lạnh khác ta bị đối chợ tới đó tôi chỉ biết tha trái thiệp tụi nhóm 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 bắt thay bao giờ do biết tha trái thiệp ní do tao cái chiếc rót còn đáp tôi hai còn mơ hay nhưng cái thang còn đường miên ca vô sẽ lắm chỉ mỗi đường cái chiếc vật tài cô thang trái tiếp nước nóng từng cung cái chiếc tay cứ miên đề còn tay trái tiếp cứ về miên là anh tạm na tạm này ưu đạo đặc nhóm từ vài cái bài ok chẳng hạn có chiếc trái tiếp bậc nhóm này còn hai nhóm nước nóng từng cung chiếc tay cứ cục đầu từ đó chấm còn chẳng cứ bởi nhóm vài cái bài ok cái nhóm thời từ tôi không thấy nhóm thời cho cô khi chúng ta hử tôi còn thời bị này tôi toàn này cái đàm còn tay anh em tôi lớn cái trái tiếp mà bây giờ cái bộ cam khai vô khi bậc nhóm trái tiếp anh tạm này chẳng bây giờ trời cá của tập cao thì ai cứ trời cá thì thật rất của tha rất cứ chia chồng này nên trái tiếp để khi thời bán cắt gió một tờ tay được nông chấp thứ hai chẳng dừng ai cá biết tha rất bình chân mặt tay mình trái cái bình chân mặt tay của tha trái cái bình chân mặt tay tôi nhận không phải cục chẳng cứ ai chế cái tan na tan này cắt to rút khi tập lại tập tác cứ có phẩm mát cắt tin này tay nó ngay trái tiếp nhưng tuột qua bàn tay nó không thành công chiếc tay cứ kinh dễ bị chấp chẳng mà dừng cá biết tha trái tiếp trăng cá biết tha trái tiếp ta sọp chấp trái tiếp để sọp chấp nó không này cứ miền này thật rất nổi chẳng mà dừng ai cá biết mong này trong thơ cứ trái tiếp để sọp chấp cứ có chất bản chất mặt tệ nên nhầm ở vô sọt mỗi hai bậc phần tha nhưng ta không có mấy nhà chưa được thay phòng cố tha nên chỉ cả vô khinh bậc nhầm tay mình để ai thế rồi hai kiện này có nhầm thơm dây cho mỗi nâng bình đất nâng việc mình mà chỉnh uống này ở cột cài xá là cố thơm đá nhưng vô thay không chân mình thành chẳng bởi vì dương dễ bị ở tình cung chia tay dễ bị chấp bằng bởi dễ bị chấp bằng cứ sân tầm mà lúc cứ sân ở miền tạng tôi muốn sợi kia thế cố tha thơm sợi kia thơm bán kịch cắt vô một phá ແລະຂອງສະບາບຫາຍໃຫ້ຍັງສົມເຈົ້າຮ່ວມໄຂປານນັ້ນອະຄຸນຍິມິດລຽບບາດຈ້າສົມອະຄຸນຈ້າສົມອະຄຸນສຳລົກສຳນານຈ້າໃຫ້ລົກສຳນານກໍຄັນຂ້ອຍກໍຍັງມີຖືການວິທີ 1 ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນການບັງຮຽນບລັອກໃນຂອງຖ້າຍອາທິດນີ້ໄດ້ລົກອາດໂຈຕໍ່ຕາມເກຫະຕໍາປໍຂອງມະຈໍາດໍສະຕິມລູກຄໍາພີ Facebook จ้าอะไรประตอติดนี้ខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកសូនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវសូមជម្រាបសួរលោកសូចាឡូចាសូមជម្រាបលោកចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបានស្ដាប់មានមុខវិជ្ជាខ្មិនបានបកស្រាយអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមខ្មែរដែលគាត់បានសរសេរទៅតាម website របស់គាត់ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអំពីការសរសេររបស់គាត់និយាយពីឧទាហរណ៍ដូចជារឿងអូតូម៉ាទិកចា តាមការយល់របស់ខ្ញុំដែលតាមដែលអ្នកបានយាយពន្យល់មិញហ្នឹងនិយាយពីឧទាហរណ៍ណាគឺរឿងជួនជាតិយួនដែលជារាជវរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយគ្មានការរំលោភត្រូវហើយមានបានពីឧទាហរណ៍ពីរឿងកង់ខ្លះឯកត្រអីចឹងទៅហើយម្ចាស់កង់វិនាទីគឺរដ្ឋាភិបាលតាមការយល់របស់ខ្ញុំណាមានថាម្ចាស់វិនាទីវាសំខាន់គឺ
จ้าให้ตะกุ้มควายวันนั้นปัญหายังยิ่งท่าบุปผาตัวเราทายบ้านเราทายบ้านตั้งแต่ตั้งแต่คนตายตั้งแต่วันจังอยู่ซ้อมดังเงาะคนซ้อมดาวเลี้ยสักขมายนั่นลูกมาต่อมาคนจ้าต่อมาคนลูกโซ่จ้าแต่ตรงจมูกหนึ่งปนสไลบ้านเลือกได้ปนสไลเหมือนนั้นจะเนี่ยนโยบายด้วยปนสไลบ้านเลือกให้นี่จะมาเตะจับบ้าเราบอกปนสไลขนมกาเลือกล้างขนมกาจะเซ่แต่ตรงจมูกหนึ่งสไลเทียบขนมกาบัญชีมาเตะเราบอกปนสไลนะจ้าลูกจ้า การนี้จิการบัญชีมาเตะบอลลูกได้จ้ะจ้ะขนมกาบัญชีมาเตะให้นักนงนู้นได้ยังเคียงสมประกอบตัวนี้ที่นี่จุนแต่ปนใส่ให้นักนงได้ยังบานแต่ตัวสำนัวปี Facebook ว่าเยอะได้ตาเนียนปนมันดังจะกอดตรองดูกระใสได้ชุมมีตาจะพดได้ก็จะเจอหลอกทาตาปนจับอารมณ์อย่างไม่ขนมตากัญญาแต่ตัวบ้านอารมณ์ปีอยู่ไว้ขนมประเทศอเมริกาโจรวมกระจายไปเชียขนมไปปัจจุบันนี่ระเบียบนาจะให้ก็ขนมได้ก็วิสเดียงจมูกนึงโลกสมนางได้โลกก็อัดโจลมปีกาบังการตลอดเลยจ้ะก็อัดตัวบองสมมาช่วยชูสมโนมาดองเตี้ยจ้ะแต่ตรงจะทาเนี่ยในขนม Facebook นั่นก็สู้ตาการจะเซฟหลอกระบบปงนั่งตัวบ้านจับอารมณ์การจะดูจับอารมณ์ปีจุบไว้ในขนมปังเต้ดังใบกาโจรวมปัจจัยวิจีนั่งในไปปัจจุบันกับบิ๊กไม่จ้าจ้าอันเจ้าก็ยังสมบัติแต่ตื่นนัวแบบว่าเนี่ยขอโจทย์ทีมวยไว้เนี่ยโลกสมนางกับบ้านสู้ท่าตาเตอร์ผมการบล็อกแบบบิ๊กไม่จ้าจุ่มพูดนิ่งเขียงต้นคือนิ่งเขียงเจ้าอ่อนเงินกลุ่มเรียนเต้เอาไว้ในนิ่ง เพียงเท่านั้นคือเซิร์ชดิจิทัลไรเทอร์ที่น้องประกอบสไวร์ร็อกดูก่อนจังยี่ตามตรงคือพี่นิคชมอัดแชร์สอนแบบนั้นจังเพื่อจะรันคือนิคชมสูงมัดเพื่อหรือก่อนจังได้คือสไวร์ร็อกวิจิทัลไทยที่ภาษาอังกฤษ how to create a blog จังตามจังตอนน้องเรียนจำหลายชั้นในเลยเซิร์ชเอนจินยังอาจจะ Google หรือก็จะ Bing หรือก็จะ Yahoo แต่ตามเลยจุดเด่นของนี้นักลงการประมาณ ហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លៃរកឃើញយើងពេលដែលយើងឃើញហើយគឺយើងមានជម្រើសច្រើនហើយយើងចង់ការទៅតាមblogspot.com ឬក៏wordpress នេះគឺដូចជាយើងជាជម្រើសរបស់យើងដូចជាយើងជ្រើសប្រើទូរស័ព្ទ Nokia ឬក៏ Samsung អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងចង់ការទៅតាមណាហើយយើងនឹងតាមទៅតាមនោះទៀតថាបើសិនយើងអត់ចេះមួយអញ្ចឹងយើង search ទៅតាមនឹងទៀតនេះគឺជាវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដូចអ្នកបងបានជម្រាបហើយថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺនៅសិតហាប់របស់យើងហ្នឹងមានการบันดาลมวยแสดงการกลับหลังนึงจังบางลูกจะร้องก็อาจจะโจมสลับบ้านให้ในมุมที่ปีได้แต่ต้องนึงมติหรือว่าอยู่โจนในขนมการเราพระประชาชนเชียร์นี่คิมกระทาปัจจุบันนี้วิจิการหล่อให้นี่คิมกระทาวิจิการได้หล่อเหมือนแต่ในซาในขนมตัวสวัสดีคุณจะสวัสดีคือเพียบวิจิตรนำใจเชียร์นั่นคือมีสมตุ้มมุ้ยโกกับองค์กร ให้จังเตอร์คือยังการประประไว้ได้ยังให้มีรถไงคือบัตรเที่ยวจมูกในจุดนอนปุ่มได้ยังคือขบในคลังแต่รถไงยังมีตู้สระไว้ฉลาดได้ยังให้ทัศน์สมาร์ทโฟนการในกรุ๊ปได้จังไปยังจ้องบล็อกยังไอบล็อกวิตู้สระประมาณจังยังไอปลาแต่ตู้สระในโต้มวยตุ่มคงเป็นบาดได้ยังจังเตอร์ให้ยังไอเซฟเอาไว้บ้านได้ก็ยังไอพกใน Facebook ก็ดูจุดทวิตเตอร์จังนี่คิมกระแทน ให้เออเยอะมาเลยเอาไว้ได้คิมกระทั่งจิการล้อคือยุคจุ่มมาจุ่มนู้นก็กอดประปรากระจายเชียร์ต่างอ๋อนั่นคือบ้านล้อเหมือนแต่ก็ดูเชียร์ก่อนมันเจนเชียร์มันเตะตัวคนออกกอดเลยเออพวกแฟนเฟซบุ๊กก็ดูเชียร์การเชียร์ล้อเป็นคิมตัวให้กดดูเชียร์ตามด้านปอนด์มีเอาไว้ได้กดเดินทางกดตัวแต่บางคนสังคมมาเยอะใช่คิมกระทั่งวิจิการล้อพี่ผู้ท้ายุคจุ่มคลาสคือกอดบ้านตามตรงที่สำคัญแต่ในขนมการตามด้านปอนด์มีก็ดูเชียร์มันเจนเตะ ตัวมาคือบางกอดมาได้ใช่ให้นักน้องนู้นได้ก็มีผมมวยกอดบานอ่ะสู้ได้ท่าให้ดอกใบบานเจียจีเนี่ยดีการวิธีนี้ให้มีการวิธีนี้มีโกดายเจียวไว้มีโกดายเอาไว้ใช่อ๋อนี่คือมันเคยสมโนนี้ได้นะคะเฟซบุ๊กด้วยเกี่ยวยิ่งบานเจียผิดพลาดพิษาอ๋อเหรอเป็นสเตอร์มาไหมให้ท่าแต่ภายในบานเจียนี่คือมันการล็อกเปลี่ยนเจีย ทำไปในตัวเป็นใหญ่ไอ้คือใหญ่บอกว่าคือมูลค่ามูลค่าสมัยบางคนคือในช่วงวิดีโอสอนเซจ้าในช่วงกระแทกบางในขนมทวิตเตอร์เกี่ยวกับหนอตัวสอมารอยสายสมช่างท่านอย่างเซบันเคยบางในขนมเฟซบุ๊กยื้ออาจจะเซไว้บ้านใต้สู้แท้
mình phải như nó về để quạt scroll mà chụp ảnh nó cái khơi như tờ xe rồi chỉ bay cả tha khan như nó là quạt trong an còn hay vì ở thật thế nó ban du ấy tối nay một sân như vậy mình ca nên không lõi như mình chụp nón chơi như mình là khai để như hai tha ca nó cùng quạt chứng tới nhưng mẹ này lại quạt chào đón chứng còn ai chơi từ sợi mưa từ tam ở tập quạt từ tam ngày khai này ca tờ xe chứng thích chơi nghề scroll nên không ca xoay rộn chiên cứ đôi chỉ với những xe nó cứ bị thật nó cứ ban du ngoài nên không lùm hò internet chẳng chẳng vì khi nhập không tha ở ngoài khi nhập dễ cứ đôi chỉ về nhưng mà bị phía xa này ngóng ấy cứ ăn chăn dùng mà quạt bàn ចាសសូមអរគុណបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទលោកសវណ្ណចានៅរាជធានីភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណចាអាឡូសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទជម្រាបសួរបងចាចាសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណអរគុណច្រើនបងស៊ូស្ដីបងស៊ូស្ដីលោកបងស្រីវិក្រមផងចាសស្រីបងជម្រាបផងតែប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនដែលក៏ចង់ដឹងអំពីការបន្តប្រឡងកថាបងប្អូនគួរទៅចូល YouTube ហើយវាយពាក្យថា How to create a blog ពេលនេះគេនឹងបង្រៀនយើងអំពីការបន្តការបន្តប្រឡងហើយខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំសូមទៅបងស្រីមួយថាការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្លុកតែបងបកកើតនឹងហើយ Facebook ហិចផេកជាមួយណាដែលមានអតិពលជាងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាផេកហ្វេសប៊ុកសំខាន់ជាងហើយព្រោះវាទៅលំទលាយហើយយើងអាចសបស្រាយហើយមានប្រជាប្រិយច្រើនជាងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសិស្សយុវជននៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ខ្ញុំគិតថាជាប្រវត្តិខ្មែរមិនមែនល្ងងទេដោយសារតែគាត់ចង់តែសង្គ្រាមច្រើនគាត់មិនមានការអប់រំបានជ្រៅជ្រះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានការគៀសង្កត់អំពើប្រតិកម្មអំពើពុករលួយជាច្រើនទៅលើគាត់ហើយពួកគាត់ថាក្នុងបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាប្រវត្តិមិនមែនគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់បងប្អូនបងប្អូនក៏ដែរពួកគាត់ថាល្ងងដល់ពេលពួកគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកបងប្អូនបងប្អូ
ចាចាកញ្ញាឆ្លើយតបជាមួយនឹងគាត់ចាពីជាបច្ចុប្បន្ននេះគេមានប្រើភេទច្រើនតទៅជាមួយប្លុកជាមួយនេះតាមួយណាសំខាន់ជាងហើយយុវវ័យគាត់អាចមានយកមួយណាជាមានសារៈសំខាន់ចា ជារំងងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចេញមតិដល់ខ្ញុំខ្វាយហើយនិយាយទៅបងប្អូនបានយល់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតហើយចង់និយាយចឹងដែរចឹងសូមអរគុណច្រើនមែនតើហើយបងប្អូននៅក្រៅអំពើក្រកគេរីកដោះដាលពេញសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាទីសបាយនិងប្រកបអំពើក្រកប៉ុន្តែអំពើល្អដូចជាបងប្អូនហើយបងប្អូនជាអ្នករងគ្រោះបែរជាខ្លាចនៃអហ៊ានយាយចង់ទៅខ្លាចអហ៊ានតវ៉ាហើយនាំគ្នារត់ទៅភ័យឡើងភ័យឡើងទៅនាំនៅក្នុងផ
ប្រជាប្រិយភាពជាងវាជាការប៉ុណ្ណឹងដោយបងប្រុសបានវិនិយាយថាមែនសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំមានប្លុកមួយចំណងជើងថា can stand នេះខ្ញុំអាចទៅបង្កើត Facebook fan page បានដាក់ថា can stand អញ្ចឹងកូនអាចចូលមកចុចไลค์ហើយនៅពេលដែលគ្នាខ្ញុំសរសេរពីអ្វីមួយហើយនេះខ្ញុំអាចបង្ហោះនៅលើ คืออไว้มื้อได้นี่ខ្ញុំសង្កត់ឃើញគឺយើងមិនអាចទៅសេអត់បតដែរវែងៗបាទវាអាយុអាចទៅសេបានតែវាមើលទៅដូចជាមិនសូវជាស្រួលអានហ្នឹងបងហើយវាអាចពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាយោបល់របស់នេះខ្ញុំគឺជាការប្រើប្រាស់ទាំងពីរឬក៏ទាំងបីបើសិនជាអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់ស្គាល់ Twitter ឧទាហរណ៍ដូចនេះខ្លួនខ្ញុំតោះមិនដែរក៏គុំស្អីដែរមានគឺនេះខ្ញុំប្រើសិនហ្នឹងអស់ហើយដូចជា Facebook fan page យើងអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងដោយសារតែបើដូចនេះខ្ញុំផ្ោះខ្ញុំគិតថាមានប្លុកអញ្ចឹងតែយើងបង្កើតដើម្បីជាវិជ្ជាបាយមួយនៅក្នុងការភ្ជាប់ពីទស្សនិកជនក្នុងការប្លុករបស់នេះខ្ញុំប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏ឃើញបុគ្គលខ្លះដែលគាត់មានតែ Facebook fan page ឯងហើយនេះខ្ញុំក៏បានចូលទៅអានដែរតែគាត់ទៅសេពីនេះពីនោះផុសជារូបភាពអញ្ចឹងទៅណានេះគឺជាជំរើសរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ប្រើអនាមួយ តែជួននាងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនចង់មានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងអាចបង្កើតជាប្លុកមួយសរសេរដូចនាងខ្ញុំឬក៏អាចបង្ហោះជារូបថតអីទៅតាមចំណង់ចំណុចរបស់យើងថាយើងចង់សរសេរវីដេអូបទអីហើយយើងបង្កើតជា Facebook fan page មួយដែលអាចលីងមកកាន់ប្លុករបស់យើងហ្នឹងនាងខ្ញុំគិតថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយក៏ដូចជាប្រហែលនិយាយថា Facebook fan page ហ្នឹងគឺអាចមានអ្នកតាមតាមបានច្រើនចា ចាសសូមអរគុណបងតើតើជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្លុកវិញម្ដងចាសថាប្រសិនបើជួបជុំមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកតើគួរតែចាប់ផ្ដើមបែបណាដែលយើងមានឲ្យបងបានជំរាបមិនដែរតើគួរតែត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះសម្រាប់សរសេរប្លុកនេះចាសអឺចាសនេះខ្ញុំក៏ ចង់ផ្ដល់ជាបណ្ដុំមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្ដាប់ឬក៏ចង់សរសេរជាប្លុកគោលការណ៍របស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅចំនួនសំខាន់ៗមួយចំនួនទីមួយថាយើងចង់សរសេរពីអ្វីហើយតើអ្វីនឹងជាប្រធានបទគោលសំខាន់ដែលយើងចង់សរសេរដែលអង់គ្លេសគេហៅថា central theme ឧទាហរណ៍ដូចជានាងខ្ញុំខ្ញុំបទគោលរបស់នាងខ្ញុំគឺ politics សម្រាប់ពេលនេះឬក៏អនាគតនាងខ្ញុំអាចបញ្ចូលវាជា social issue ជាងទៅឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តលើអ្វីផ្សេងដូចជា fashion ឬក៏ជាស្អីអញ្ចឹងហ្នឹងវាតាមគាត់អ្វីដែលខ្ញុំចង់គាត់ផ្ដោតសំខាន់គឺគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថា how away បានជាខ្ញុំសរសេរប្លុកនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ទីមួយសំណួរសំខាន់ទីពីរនោះគឺគាត់ត្រូវសួរបកទៅឡងវិញថាគាត់ចង់បានអ្វីពីការសរសេរប្លុកនេះគឺជាសំខាន់ព្រោះថាយើងមិន សរសេរប្លុកនេះមួយមួយគឺយើងចំណាយពេលបងមិនមែនតិចទេច្រើនគួរសមអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការដែលយើងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងហ្នឹងយើងសួរវិញហើយយើងចង់បានអ្វីហើយសំណួរទី3នោះគឺនេះសំណួរថាសំណួរទី3គឺថាតើអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើគាត់ជាងគេអានឹងវាដូចជាស្ដីគ្នាទៅលើអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតឬក៏ចាប់អារម្មណ៍បំផុត ជាមួយនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺដូចជាបញ្ហាយោបាយដែលវារំខានដល់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើនាងខ្ញុំមិននិយាយអ្វីចេញមកទេនាងខ្ញុំពេលដំបូងនាងខ្ញុំមិនទាំងខ្វល់មកថាមានអ្នកអានឬក៏អត់នាងខ្ញុំមិនចង់ទៅសេអ្វីដើម្បីឲ្យធូរចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំទៅជាសំណួរមួយដែលបងគាត់គួរសួរខ្លួនគាត់ថាយើងចង់សេអីដែលមានន័យសម្រាប់យើងឬក៏រំខានអារម្មណ៍យើងហើយសំណួរទី
ôn ai sầm lại chết tham ôn trong xây chỉ visa vậy visa lễ rồi có chỉ visa không ai hay chấm bùi ở càng này nó bắt nhau mà ôn chỉ sơ sơ lại rồi còn sơ tết nhưng chưa nào bọn mình càng ngày chán chứng dương ai chấp đam là mua visa sân tử vì ai chỉ visa qua phần người từng biết nó vì có ôn gì visa xây tết ở năm thứ tám năm hay
Anh ấy cái chuyện dùng nó sốc khăn này quạt trời sưu thương quạt. Dùng nó tiện. Ta quạt trong chùm này bê bằng màn. Để khăn ông ca tôi xe bằng lòng. Nên chỉ hỏi khăn ông mà sắp ra bằng màn màu. Được rồi mà sắp ra quạt trong tôi xe bằng màn. Được rồi mà khai quạt trong tôi xe bằng màn. Anh ấy như đam bây ở đại xa quạt nắng áo. Và đau là nóng tới lượt lòng bằng quạt buồn. Đôi nhiên khi nhóm dân ca việc khi nhóm một ca là bốn. Nhưng một ca là bây bốn. Tớ ọt đơn tôi xe đưa có ọt đơn hai trong tôi xe phía. Ọt đơn hai trong tôi ban ấy. Và cho ban đâu anh chứ. Delete mình lục chào mình tập bài ở trên này cái chuyện bạn hàng sống khang ngoài quả thời sự của này. Chà. Để áp đặt chào cho chúng ta sẽ hay lục chào của mình. Chào bông. Chúng ta mình đang chụp đào tổng khăn cô bằng nón chứng trăng thừa ấy sân. Chà bông. Vì phụ thà, bê vừa lý ấy xong đạo dương mà nèo 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 xong chủ đề số lô thành đi cha à chủ đề số ba cha ba chủ đề số không được mình được tùy vào mà ba à nhóm á miền bắc bị sạt ra nước nông chỉ vật ở xã nội bài đại chúng của lô máu khi mà chỉ nhận nội bài thế có phải là không xã chỉ vật bỏ cùng nên tăng bị làm ở tua số vật học sớm mà rồi đó sắp ngày đang à để chặt lọt chụp hai ca vật tư ca nước nông đồng cùng nông miền ca sạt đồ giống mà giống mà chỉ ra là hai trăm trăm là chạy ông lấy bắc bị sạt máu khumui chúng nó cày nói bàn đang tổ chức đấy mình chết chạy mưa mình chết rồi xe block chơi game đang thắt thơ rồi biết mấy thằng chơi ta xua nón côn đại côn game miền khát côn game miền không tin computer, không tin ai kia riêng, ai kia kia, tin ai kia, hay là khuôn ai nó chọc chết lắng này, tại ông mình chơi, hay mình nói thật, thì xa, ấy, nó không computer, ấy nó miễn thì xa, không ai phải xa ông lê, ấy nó dòng mấy khắc của mình vô, hay ta bất chọc, đắng mắt chọc chết nè, cô tí ấy, ai nâng, còn bằng tay đọc với ai kia bằng riêng, bởi vì bộ bạc, cái sự riêng, ai chết hơn, ấy đọc với ai nó miễn trao, dù sắp tập mơ, bởi vì cái đáy nó gồm chết, mình chết trao, chết phơ, nhưng chẳng ai không được mình nâng, người ta bằng cả, cái hạt bông bò ấy mua từ rạp riêng nó chắc chắc năng phong mới ok trả là bỏ năng phong á muối mà bây giờ ông lưới xô muối gì vậy ông chưa chắc rạp ra được ngọn năng có bàn tay miền là tập tiệm nam muối là tập tiệm trả trả bỏ miền có bàn tay cá chết đắng được trả nó vừa mình biết hay mà hay không khác gì vẫn đang việc chua ไป thảm นโยบายคลักโดในក្នុងประเทศอิสราเอลให้จองใจรําเลกទៅក្នុងสังคมនឹងគេឯងផងឯងបានគេឯងផងក៏มันមិនដឹងទៅចេញទៅណារួចហើយគេតែនៅចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អ្នកទូរស័ព្ទចូលមុនហ្នឹងដែលគាត់ថាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងសុំឆោតលងងនឹងគេប្រើគេទៅឆោតគេឯងចឹង តាមពិតខ្ញុំសូមជម្រាបទៅក្រុមហ៊ុនថាអញ្ចឹងថាការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាមានការវាតាមជំហានបាទ tam chủng hiên chủng hiên bảo vệ dương thơ men mà chủng hiên lại đau đôi cô gặp long lại không muốn tha ở gặp bộ là tôi chất cái nạn phạt được cuộc chiến sắp tầm lúc đa tam vô một lúc sau đúng không mình men tới không muốn không muốn được không xây nè không muốn giấc nhâm xong chủng riêng tôi sợ nạn nên không cần nạn phạt là bỏ không muốn nên không muốn tự bạo mơ tôi sợ nạn nhiều bài rồi bỏ mà lên nên rồi bỏ mau thì tung rồi bỏ 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 rồi bỏ kêu thì thoát đấy không muốn khơi nhảy ចាសសូមលោកពូថនីសង្ខេបបន្តិចចាសសូមចេញបាទបាទបាទអរគុណបាទចាសចាសសូមអរគុណលោកពូថនីចាសចាសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកគោលទូនីតិជូនទៅកញ្ញាមួយនាទីតើកញ្ញាមានអីផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយសម្រាប់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងដែរទេចាអឺចាសខ្ញុំសូមស្ដាប់អរគុណចាសដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយគាត់បានចំណាយពេលមួយថ្ងៃរបស់គាត់មកស្ដាប់របស់សម្ភារខ្ញុំ và khi ông có xong ở con đó nè ở comment có đôi chị khó chỗ thì ở cho bạn chị đó chị mới tệ nên đó chị quay để ai nên khi ông kết ra đi bị chân nè cái dùng rồi đôi chị cái đồng rồi vừa được có bị gì đây nên khi mà chúng ta chắc những con lại gọi đó mong mình không thể cứ sợ thật ra thì nên khi ông sờ chỗ này kết bị chân này bạn ở chân chị môn đi chị cái đồng rồi play cha cha chị cái đồng rồi nơi ai ta chị mới tệ đi con stop này khi nên khi vào tù bàn thì ចាក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជាជនខ្មែរទាំងអស់ជាក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មុនពេលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់ត្រូវរៀបចំណាជាជនពូក៏បានលើកហើយគឺវិជ្ជាជនយើងក៏មានល្ងងមិនចេះគិតនោះទេគឺដល់ពេលខ្លះគាត់អាចត្រូវធ្វើអ្វីមួយគឺបាត់បានទៅតាមកលៈទេសៈចាដូចជាមានខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរចាសូមអរគុណបងចាសូមអរគុណបងចាកម្មវិធីយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅ